cho các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Viral 1/10 độ lạnh lùng trong một cái bộ phanh Vespa độc đáo. Cái chiếc Viral 1/10 dù không được phân phối chính thức ở Việt Nam, tuy nhiên cái mẫu tay ga này đã được cộng đồng biker ưa chuộng bởi vóc dáng đậm chất thể thao cùng với những đường nét góc cạnh kết hợp cùng với khối động cơ mạnh mẽ từ nhà Honda Edo. Rất nhiều chi tiết phần đầu xe vẫn được giữ nguyên bản. Người chủ thêm một cái chút điểm nhấn cho phần mặt nạ bằng cái bản tên làm bằng chất liệu titan đặt ở phía trước đầu xe, nơi mà bên phía Indo sử dụng để bắt cái biển số trước. Trang chân trước là sự kết hợp hết sức là tươi mới, với đĩa thắng đồ chơi ngoại hình được thiết kế giống cái mẫu Rainbow, đi cùng theo dòng tháo xe của dòng Vespa được phay logo Rainbow và được sơn màu titan theo đúng sở thích độc lạ từ người chủ. Sử dụng trên mình cái cục all-in bình dầu trời có tổng chiều cao là 330 cho cái độ nhún nhảy cực kỳ thoải mái trên mọi hình. Chỉ cần tăng giảm cái đấm chỉnh, người dùng có thể kiểm soát hành trình hậu trả của chiếc xe rất tiện lợi. Hai khởi dụng cho mình cái bộ SPK phiên bản carbon toàn thân được các dòng tay ga hiện nay là ưa dùng, sau khi họ đập quá nhàm chán phiên bản Boros bởi đụng hàng quá nhiều và bởi những món hàng phay. Cái dàn chân xe này được trang bị cái mâm hợp kim đã biến đổi thành bánh căm với điểm nhấn là cái niềng Excel đen chữ vàng ở bọc, nhẹ nhàng cùng với cái bảng của mình dễ canh chỉnh khó lắp, không cần sợ bị cả cấn một cái chi tiết nào. Vario 1/10 cái bản độ thứ tha với những trang bị mắc tiền. Cái chiếc Vario 1/10 hiện nay có thể nói là mẫu xe tay ga vô cùng thông dụng ở thị trường Nam. Điểm nhấn của dòng xe này mang kiểu dáng bên ngoài vô cùng hùng hổ, góc cạnh không thể nhầm lẫn với bất kỳ cái mẫu xe nào đang có mặt ở nước ta. Phần đầu được phát rộng đi một góc để có thêm cái không gian bắt cộng thắng Rainbow Asset cái bản Costa vốn đã quán được anh em chơi xe từ 2 năm nay. Ngoại hình là vô cùng đẹp, đi cùng với phần hiệu năng tăng thêm cái tính ưu việt cũng như tăng được cái độ xa gần của phần tay thắng. Chống gãy đặc biệt nhất là chỉnh được các cái độ chờ của phần tay thắng, khả năng này hầu như chưa có một thương hiệu nào có được. Cận cảnh hơn cái phần xi đông, ta thấy nhịp ảnh và cái bộ chân con đêm em đem lại cái khả năng cắt con nhẹ nhàng đi mãi hơn. Sản phẩm này có mức giá khoảng là 2 triệu đồng. Đây là mẫu tay rẻ nhất hiện nay ở trên thị trường, nhưng vẫn đầy đủ những hiệu năng cần thiết cho một cái bộ cụm con đồ chơi. Phía sau là cả một vùng trời công nghệ với điểm nhấn cái cụm tăng tốc Domino đèn kết hợp cùng hai cổng cạc titan cho khả năng rút ngắn hành trình để chiếc xe được bay nhanh hơn. Bên cạnh là cái cụm đề máy TX, bên phải là cụm công tắc Domino lớn, đủ các chức năng cần thiết cho một cái chiếc xe dụng được bố trí rất dễ dàng thao tác. Cuối cùng là những ảnh và cái chàng chân trước với hai dòng Rainbow lục lớn 2 bit đỡ tướng kết hợp cùng đĩa cover được bắt vào mâm trước qua 5 chốc khi nằm được chuyển phân lên cái màu tím titan. Sở dầu đồ chơi được bấm ngắt rất hai tông màu xanh đen. Một góc ảnh về cái con Vado độ này đó chính là cái cuộc hauling bình dầu trời nằm ở dưới dành cho những chiếc Vado đích sử dụng, nên người chủ đã chọn cái tông màu là xanh đen kết hợp với sự cứng cáp khi nhìn ngắm chiếc xe từ phía sau. Ống xả vẫn giữ nguyên bản, tuy nhiên người chủ chỉ thay đổi cái chất liệu là cái cổ bô từ thẩm sắc titan để tăng thêm độ thẩm mỹ và khả năng chống hàn rỉ là cực tốt. Ngoài ra còn có một số thiết bị là anh em chơi xe hay mình lại như dây con cúp IP và che cái nước CC. Nắp che bên bình cái nắp che cái bình dầu giảm nhiệt phụ làm bằng chất liệu nguyên chai trong suốt để người chủ nhìn ngắm ở bên trong. Các logo nguyên bản của phần dàn áo được bỏ đi thay bằng cái đèn titan để cho chiếc xe thêm chút nổi bật. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để tiếp nhớ like và subscribe.